Vâng, xin được kính chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Tommy Audio. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021, cũng là cái ngày đầu tháng. Thì em xin kính chúc toàn thể anh em sang tháng mới là luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Đấy, tất cả mọi việc là hanh thông thuận lợi. Đấy. Thì hôm nay em cũng giới thiệu đến anh em một cái lô vang cực kỳ là chất lượng em nhé. Một cái lô vang Martin M2000, cái dòng này thì thực sự là lâu lắm rồi em mới gặp anh ạ. Đấy, một cái dòng mà tự động chống hú, tự động dò và cắt giải hú của anh em luôn. Đấy, thế nên là gần như là anh em nào mà dùng không biết sử dụng, đấy, anh em chỉ cần biết cách là tự động quét giải hú thì lập tức là cái mic của anh em sẽ không bao giờ bị hú luôn em nhé. Đấy, và đặc biệt là cái này nó có cổng quang ạ. Đây, cái này nó có cổng quang này. Đấy, rất là dễ chỉnh luôn em nhé, anh em nhé, rất là dễ chỉnh luôn. Và các cái chế độ echo reverb thì em sẽ chỉnh sẵn cho anh em rồi. Thế nên là gần như anh em về anh em chỉ việc sử dụng thôi em nhé. Đấy, nguồn của nó là nguồn auto volt đấy, 90V đến 220V. Đấy, anh em nhìn cái mạch nó rất là đẹp này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, và cái con này thì thực sự mà nói nó là một cái dòng vang số, nhưng mà gần như là anh em ai cũng chỉnh được. Anh em mà xem cái video của em thì ai cũng chỉnh được hết anh em nhé. Đấy, một cái dòng vang cực kỳ là chất lượng luôn, có cổng quang Martin M2000. Đấy, và hôm nay em sẽ để cho anh em cái giá gần như là hòa vốn luôn em nhé, gần như là bằng vốn luôn để lấy tương tác em nhé, gần như là bằng vốn luôn. Đấy, cái dòng lô vang này, một cái dòng vang cực kỳ là chất lượng em nhé. Đấy, anh em xem video thì vui lòng là cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em. Đấy, thì bên em còn rất là nhiều vang, rất là nhiều mic em nhé. Đấy, thì những cái con này là những cái con vang cao cấp. Đấy, bình thường thì những cái mic vang này bán rất là cao, thì thực sự mà nói thì nếu mà bán đúng giá thì cũng sẽ nhiều anh em là rất là khó mua được. Đấy, một cái dòng vang cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, tại sao mà nó lại là chất lượng thì em sẽ trình bày ở trong cái video này. Anh em cố gắng xem hết video em nhé. Tại vì em sẽ quay chi tiết và em sẽ hướng dẫn qua anh em cách chỉnh một cái con vang như thế này nó như thế nào, và cách dò tự động chống hú nó như thế nào anh em nhé. Đấy, thì đầu tiên em giới thiệu qua một chút về cái hình thức của cái vang này. Anh em nhìn chưa? Đấy, đây là một cái vang số. Đấy, vang số này. Vang số nhưng anh em chỉnh tay cũng rất là dễ luôn, là có cổng quang. Đấy, đời rất là cao, đời 2016 hay 17 gì đấy anh em nhé, nó tầm khoảng đời đấy thôi. Có cổng quang này nó chỉ rơi vào tầm đấy thôi, vì đời nó rất là cao nó mới có cổng quang. Đấy, một cái dòng vang rất là chất lượng. Bây giờ em thử bật cái nhạc cho anh em nghe này. Đấy, em nghe chưa? Đấy, tiếng bát tiếng chép rất là chắc anh nhá, tiếng bát rất là chép, tiếng bát rất là chắc. Và cái tiếng chép của nó thì thực sự mà nó rất là tơi luôn em, nó rất là tơi luôn. Bây giờ em cho nhỏ cái nhạc đi, cho nhỏ cái nhạc đi. Đấy, tiếng bát của nó rất là chắc và cái tiếng chép của nó cực kỳ là tơi luôn. Đấy, và cái con này nó rất là dễ chỉnh em ạ. Đấy, đầu tiên là em hướng dẫn anh em là cái cách là tự động chống hú em nhé, tự động nó dò quét chống hú luôn. Đặc biệt là ít khi có cái dòng vang nào mà chống tự động dò chống hú này được anh em nhé. Đấy, một cái dòng vang mà phải nói là nó cực kỳ nó đẳng cấp luôn. Đây, bây giờ em hướng dẫn anh em này. Tại sao nó lại là dò tự động dò chống hú được anh em nhìn nhá, anh em nhìn này. Đấy, đầu tiên là em vào cái phần mic này. Anh em ấn vào cái phần mic. Đấy, anh em sang bên này, anh em quay. Đấy, quay này. Quay vào cái nút mic này nhá. Đấy, quay này, cứ quay này. Khi đến cái giải feedback này em nhìn chưa? Khi đến cái giải feedback đấy thì nó sẽ có cái chế độ là auto này. Anh em ấn xuống cái nút bên dưới, anh em ấn xuống cái nút bên dưới này. Đấy. Anh em ấn xuống tiếp một lần nữa, anh em ấn xuống tiếp một lần nữa để cho nó vào cái new scan này anh em nhá. New scan này này, anh em nhìn chưa? Đây. Đấy. Bây giờ này, bây giờ anh em này, chú ý cho em này. Anh em ấn vào cái nút enter này. Ấn vào cái nút enter này. Đấy. Khi mà cái giải nào hú một cái là tự động nó cắt luôn anh em ạ. Đấy, bây giờ anh em nhìn nhá. 1 2. Đấy. 1 2. Cứ giải nào hú là nó cắt này, anh em nhìn chưa? Đấy, nó tự động nó nhảy này, nó tự động nó nhảy nó cắt này. 1 2. Đấy. Đấy. Khi cắt xong rồi em nhá. Đấy, anh em này, anh em nhìn chưa? Đấy, nó tự động nó dò hú này. Đấy, bây giờ gần như là không hú luôn anh em này. Anh em nhá. 1 2 3 4 5 6 6 7 6 7. Đấy, tự động là dò không hú nữa luôn anh em. Đây. Đây. Bây giờ em gõ luôn mà loa nó cũng không hú luôn em ạ. Thực sự là một cái dòng này ai cũng chỉnh được, nó tự động nó dò chống hú. Nếu như anh em làm chuyên nghiệp thì anh em sẽ cắt tìm được cái giải hú để em cắt, nhưng mà cái vang này em ạ, nó cực kỳ là hay. Nó tự động nó tìm cái giải hú em nhá, nó tự động nó tìm cái giải hú. Đấy. Và khi anh em mà cắt giải hú xong rồi, anh em ấn vào cái nút này. Ấn vào cái nút giữa này. Anh em cứ giữ nguyên anh em nhá.
anh em cứ giữ nguyên đấy, và anh em kéo xuống này, anh em ấn ấn để chuyển cái chế độ xuống đấy. Và khi anh em chuyển chế độ xuống rồi thì anh em chọn tên đấy, anh em chọn tên quay gì cũng được đấy. Đấy, ví dụ đây em quay về cái chữ số 5 chẳng hạn, đúng không? Đấy, xong là khi chọn xong thì em giữ nguyên này. Đấy, nó sẽ lưu lại em nhé. Đây, giữ nguyên cái tay này. Giữ nguyên cái tay này. Đấy, nó sẽ tự lưu lại. Đấy, nó lưu lại chế độ 5 này. Đấy, bây giờ gần như là không hú luôn. Gần như là không hú luôn. Đấy, cực kỳ là dễ luôn. Nếu như mà mic nhà anh em hú đến tầm nào đi nữa, nhưng mà khi sử dụng cái con vang này em nhé, khi sử dụng cái con vang này nó gần như là không hú luôn. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 6, 7. Rất là hay, rất là đặc biệt luôn em nhé. Gần như là những cái này thì anh em, nếu như anh em dùng những cái vang X10, X11, X12 chẳng hạn, thì anh em sẽ phải nhờ đến thợ. Thợ người ta sẽ tìm đến những cái giải hú em nhé. Thợ người ta sẽ tìm đến những cái giải hú để người ta cắt những cái giải hú đấy, thì mic mình mới không bị hú, mới hát được. Nhưng mà đặc biệt cái dòng vang này anh em ạ. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy, em chỉ cần tự động cái vang này nó sẽ tìm cái giải nào hú để nó sẽ cắt luôn giải hú cho anh em luôn. Đấy, cực kỳ là dễ chỉnh luôn. Đấy, thì bây giờ em cũng lại giới thiệu qua một chút về cách chỉnh để anh em xem anh em nhé. Đấy, thì cái con vang này thì thực sự là echo thì vật nó rất là mượt luôn. Cái độ chống hú thì đỉnh rồi, gần như là em giới thiệu anh em biết rồi, nó cực kỳ là đỉnh, nó tự động luôn. Đấy, tự anh em cứ về làm đúng như thế cho em, nó tự động là nó sẽ cắt giải hú cho anh em luôn. Đấy. Còn đây là em hướng dẫn qua một chút về chỉnh, thì cái này nó cũng chỉnh rất đơn giản thôi. Đây, gần như là anh em đây, cái nút này là nút tăng giảm của nhạc này. Đây, em quay sát ra. Đây, thoát hẳn ra. Đấy, đây là nút tăng giảm của nhạc em nhé. Đây. Đấy. Đấy, tăng giảm của nhạc này. Nhạc nó rất là tươi anh em ạ. Đây. Đấy, em đang bật nhạc này. Đấy. Tăng giảm của nhạc này. Đấy. Đây là tăng giảm của mic này, tăng giảm volume mic này. Đấy. Còn đây này, đây là cái tăng giảm effect em nhé, tăng giảm effect này. Còn cái nút giữa này, nút giữa FXB là cái này, khi anh em cần chống hú thì anh em ấn vào cái nút này thì nó sẽ hiện lên là bật chống hú, anh em ấn phát nữa thì nó sẽ tắt chống hú. Tắt chống hú anh em nghe thấy cái dơ le đóng cái mạch chống hú đấy. Đấy, đóng cái mạch chống hú phía sau nó sẽ cạch một phát. Đấy. Đấy, anh em ấn này. Đấy, nó cạch một phát ở bên trong em nhé. Đấy. Còn những cái nút này thì chỉnh thì em hướng dẫn qua một chút thì anh em để anh em chỉnh em nhé. Thì đầu tiên là cái nút mic này. Đấy, mic thì có những cái giải gain này. Gain này thì gần như là anh em không phải chỉnh rồi. Đấy, gain cái này là cái nút khởi động thì nó sẽ ra là mức là 12,5 decibel. Đấy. Quay tiếp này, quay tiếp, đây là những cái giải mic anh nhá, những cái giải mic này. Và những cái dòng vang này thì có mấy anh em rồi là cũng hướng dẫn chỉnh cái vang này rồi. Thế nên là em chỉ hướng dẫn qua thôi nhá. Đấy, quan trọng là em hướng dẫn anh em là cách là tự động dò trong hú. Đầu tiên anh em này, ấn vào cái nút mic nhá, ấn vào cái nút mic này. Ấn vào cái nút mic, khi nó hiện ra khi nó hiện ra cái chữ gain này thì anh em xoay cho em cái volume này, xoay cái volume mic volume nhá. Cứ xoay. Đấy, cứ xoay thôi. Đấy, cứ xoay này. Cứ xoay đến cái chữ feedback em nhá. Đến xoay đến cái chữ feedback anh em dừng lại. Anh em ấn vào cái nút xuống này. Ấn nút xuống. Ấn nút xuống. Ấn nút xuống. Đấy. Nó đến khi cái đen này nó bôi vào cái chữ lưu scan này anh em ạ, thì anh em ấn vào cái chữ enter nhá, enter này. Đấy. Thì lập tức là nó sẽ ra những cái giải chống hú này. Em lại làm lại cho anh em một lần nữa này. Đây, bật mic lên em nhé. Đây. Bây giờ thì nó chưa tìm được giải hú, bây giờ anh em alo này. 1 2 3. Đấy, khi nó giải hú phát là nó sẽ tự tìm giải hú em nhé. Tiếp này. Đấy, nó sẽ giải hú đấy, nó sẽ giảm đi tự động giải hú này. 1 2 6 7 6 7 1 2 3 4. Đấy, anh em cứ làm sao cho nó càng hú càng tốt. Đấy, càng hú càng tốt để nó tự động nó cắt cái giải hú đấy. Khi nó cắt hết giải hú rồi nó sẽ chuyển về cái chế độ này em nhé. Khi cắt hết giải hú rồi nó sẽ tự về chữ auto này. Đấy, bây giờ gần như là không hú này, gần như là không hú luôn này. 1 2 6 7 1 2. Cực kỳ là dễ chỉnh luôn anh ạ. Đây. Thì khi anh em đã chỉnh xong thì anh em lưu lại thì anh em cứ giữ nguyên cái chữ EFF. EFF này anh em nhá. Cứ giữ ấn giữ nguyên. Ấn giữ nguyên. Đấy, chứ không thì cái công cốc anh em làm từ lúc vừa lại đến giờ thì là coi như không lưu lại thì gần như là không tác dụng gì em nhá. Đấy, khi nó hiện lên chữ Stone Pro Farm 2 có nghĩa là nó sẽ lưu ở cái mục nào thì anh em kéo xuống em nhá. Anh em ấn nút chỉnh xuống này. Đấy, chỉnh xuống này. Đấy. Vào cái từ lưu này. Lưu này anh em muốn để tên là gì cũng được. Đấy, có chữ đủ các loại chữ, anh em muốn chọn tên là gì cũng được anh em nhé. Đấy,
Thì khi anh em chọn xong rồi, anh em ấn vào cái chữ Enter này. Đấy, nó sẽ hỏi là ấn Enter tiếp để lưu vào cái chữ VO1 này. Thì anh em ấn vào cái nút Enter này, ấn vào đây. Đấy, nó sẽ tự động nó lưu vào cái chữ H này em nhé. Tự động cái chữ, anh em chọn cái tên gì nó sẽ lưu ở đấy luôn. Đấy, cực kỳ là dễ chỉnh em nhé. Cực kỳ là dễ chỉnh luôn. Đấy, cực kỳ là dễ chỉnh mà rất là chống cú, rất là đỉnh cao luôn ạ. Gần như là anh em không phải chỉnh một cái gì cả, nó tự động nó dò chống cú cho anh em luôn. Đấy. À, một cái dòng vang rất là cao cấp như này. Một cái dòng vang rất là cao cấp như này. Và hôm nay em chỉ có 2 4 6 8 có 8 con, 2 4 6 8 9 10 có 10 con em nhé. Có 10 con vang này thôi. Martin M2000, một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng luôn. Một cái dòng chống cú đỉnh cao luôn nhé. Đây anh em xem cái mạch của nó này. Đấy. Cái mạch của nó rất là sạch đẹp này. Đấy, cái mạch bò chống cú rất là to luôn, rất là nhiều linh kiện, cái mạch này cực kỳ đẹp luôn em. Cái con này là đời cao em nhá, đời cao này. Đấy, có 4 cổng ra này. À, khi anh em cắm vào đấy. À, khi anh em cắm vào thì anh em có thể chọn cái cổng cổng AUX 1, AUX 2 hoặc là anh em cắm cái cổng quang này cũng được em nhá. Đây, cắm cổng quang cũng được. Còn cổng ra thì anh em cắm một cổng giờ và lò này. Đấy. À, khi anh em chọn đấy thì thường thì em sẽ cài sẵn cho anh em là cái chế độ là AUX 1. Đấy, còn nếu anh em chọn cái chế độ khác, ví dụ như anh em đây, anh khi về anh em muốn cắm cái cổng khác thì anh em ấn vào cái chữ Music và bắt đầu anh em lại xoay tiếp này. Đấy, xoay này. Xoay này, xoay đến cái mức thứ hai thì nó sẽ hiện ra input là AUX 1. Anh em có thể chọn, anh em kéo ấn xuống nút dưới này. Chọn AUX 1 hoặc AUX 2 hoặc cổng quát hoặc cổng quang em nhá. OPT là cổng quang này. Đấy. Khi anh em ấy xong thì anh em sẽ chọn ấn enter này, ấn enter hoặc là ấn vào nút giữa này. Đấy, nó sẽ ra cái cổng anh em tự chọn em nhá. Và đặc biệt là anh em khi anh em chọn xong thì anh em phải lưu vào thì làm lại cái động tác vừa lại em hướng dẫn cho anh em nhé. Đấy, cực kỳ là dễ luôn, cực kỳ là dễ luôn. Cái dòng vang này anh em làm cái chế độ tự cắt chống hú đấy, anh em không cần phải kỹ thuật về âm thanh cao siêu cái gì cả, ai cũng dùng được anh nhé, ai cũng dùng được luôn. Đấy, một cái dòng mic mà cực kỳ một cái dòng vang mà cực kỳ là chất lượng em ạ. Một cái dòng vang rất là chất lượng luôn. Đấy, bình thường thì cái vang này em nhập rất là cao nha. Đấy, và anh em thợ thì thực ra là cái dòng vang này bây giờ gần như là cũng không ai có rồi, gần như ít ai có rồi, thế nên là em bán phá giá cho anh em luôn. Đấy, bình thường cái vang này anh em bán khoảng tầm 2 triệu 2 triệu rưỡi anh em nhá, 2 triệu 2 2 triệu rưỡi. Đấy, nhưng mà hôm nay chỉ có 10 con này thôi. Hôm nay cũng là cái ngày đầu tháng em xả gần như là không lợi nhuận cho anh em luôn, gần như là bằng vốn cho anh em luôn để lấy hàng khác em ạ. Đấy, có 10 con này thôi và em sẽ để cho anh em với cái giá chỉ có 1.750.000 nhá, chỉ có 1.750.000 một cái con vang Martin M2000 có cổng quang luôn. Nếu thực sự mà so với những cái dòng vang cơ ấy ạ, dòng vang cơ thì dòng vang cơ mới khoảng tầm 2 triệu 2 triệu rưỡi thì thật sự là cái dòng vang, những cái vòng vang đấy nó sách dép lên những cái con vang như này thôi nhỉ. Đấy, cái một cái dòng vang rất là đỉnh cao luôn. Đấy, chỉ có 1.750.000 em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em luôn. Đấy, bao ship bảo hành 3 tháng, anh em là chốt cái vang này 1.750.000 thì có thể gọi điện cho em theo cái số là 0369797955 anh nhé, hoặc là 0912797955. Đấy, nghe nhạc cũng phê mà hát cũng rất là ok luôn, chống hú thì đẳng cấp luôn ạ. Chống hú nó là một cái tầm đẳng cấp rồi, nó tự động nó dò rồi, gần như là anh em không biết về âm thanh vẫn có thể dò được. Đấy, chỉ có 1.750.000 thôi nhá, 1.750.000 em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em và em sẽ hỗ trợ tất cả anh em khi về lắp đặt hoặc là đang cần hiểu thêm một cái gì thì em có thể hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho anh em luôn. Đấy, một cái dòng vang rất là chất lượng em ạ. Đấy, chỉ có 1.750.000, thực sự là quá rẻ anh em nhé. Đấy, bình thường cái vang này em nhập cũng phải tầm triệu rất là cao rồi, rất là cao. Em bán cái này từ 1.700.000 này thực ra là cũng không có lời lãi đâu, nếu mà bán như người ta khoảng tầm 2.400.000 2.500.000 thì em là có một ít công vào đấy, nhưng mà bán cái giá 1.700.000 này thì em biết rồi đấy. Đấy, thực sự nó rất là đẹp anh em. Đấy, anh em mà chốt thì gọi điện cho em nhé, 0369797955 hoặc là 0912797955. Có 10 con này thôi em nhé, rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp luôn, cái mặt không xước xát gì luôn em. Đấy, nhanh tay em nhé. Đấy, anh em đang xem video thì cho em một nút like và đăng ký kênh nhé, để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em, mà bên em còn rất là nhiều vang, rất là nhiều mic chuẩn bị về em nhé, chuẩn bị ra mắt với anh em nhé. Xin chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.